hàng nghìn người Ukraine biểu tình ở thành phố gần biên giới Nga. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhiễm Covid-19 WHO, Trung Quốc thảo luận về nguồn gốc Covid-19 Mỹ giảm nhẹ trừng phạt hạt nhân với Iran Vào ngày khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, Quốc hội Anh lên án tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc Vận động viên nước ngoài phàn nàn về đồ ăn kém trong khu cách ly ở Bắc Kinh Lâm xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi mục tin thế giới sáng ngày 6 tháng 2 của Dekan TV. Kính chúc quý vị một ngày thật nhiều sức khỏe và bình an. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Thưa quý vị, hàng nghìn người đã xuống đường tại thành phố lớn thứ hai của Ukraine hôm thứ Bảy, mang theo các biểu ngữ nói rằng Kharkiv là của Ukraine và ngăn chặn sự xâm lược của Nga, khi đất nước chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra. Ngoại giao nhiều tuần giữa phương Tây và Moscow không có kết quả đột phá nào cả sau khi Nga điều hàng chục nghìn binh sĩ đến gần biên giới Ukraine. Moscow phủ nhận kế hoạch tấn công Ukraine nhưng yêu cầu bảo đảm an ninh, bao gồm cả việc ngăn chặn Ukraine gia nhập Liên minh NATO. Kharkiv, một thành phố công nghiệp phía đông cách biên giới Nga 42 km, tương đương 26 dặm, đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác định là một mục tiêu có thể bị Nga nhắm đến, mặc dù người phát ngôn của ông sau đó nói rằng ông đang nói giả thuyết. Những người biểu tình ở Kharkiv đã hát quốc ca và vẫy cờ Ukraine hoặc dương cao cờ của các đồng minh đã ủng hộ Kharkiv, bao gồm Hoa Kỳ, Anh và Liên minh châu Âu. Nina Kavito, một cư dân Kharkiv cho biết, Người dân đã xuống đường để chứng minh rằng Kharkiv là một thành phố của Ukraine và chúng tôi sẽ không đầu hàng. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, 67 tuổi, cho biết trên Twitter hôm thứ Bảy, ông đã dương tính với virus corona. Ông viết, Hôm nay, vợ tôi và tôi đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 với các triệu chứng nhẹ. Rất may, chúng tôi chỉ gặp phải các triệu chứng nhẹ mà chúng tôi biết được là biến thể Omicron. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc ở nhà, chúng tôi mong đợi những lời cầu nguyện của mọi người. Sức khỏe của Tổng thống là một chủ đề nhạy cảm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vào tháng 11, các cuộc điều tra đã được đưa ra nhằm với những người dùng mạng xã hội vì những dòng tweet thao túng trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông Erdogan. Thưa quý vị, Tổng giám đốc WHO và thủ tướng Trung Quốc đã thảo luận về nhu cầu hợp tác chặt chẽ hơn nữa để xác định nguồn gốc đại dịch Covid-19. Tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đăng trên Twitter ngày 5 tháng 2 rằng: Rất vui được gặp thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Chúng tôi đã thảo luận về COVID-19 và sự cần thiết phải có nỗ lực tích cực đối với chiến dịch công bằng vaccine để tiêm chủng cho 70% dân số thế giới trong năm nay. Ông Tedros, người từng hối thúc Trung Quốc, công bố thêm nhiều dữ liệu và thông tin liên quan nguồn gốc virus gây đại dịch COVID-19 là một trong những lãnh đạo tổ chức quốc tế được Bắc Kinh mời dự lễ khai mạc Olympic mùa đông hôm 4 tháng 2. Lãnh đạo WHO nêu thêm, Chúng tôi cũng thảo luận nhu cầu hợp tác chặt chẽ hơn về nguồn gốc virus gây đại dịch COVID-19, bắt nguồn từ khoa học và bằng chứng. WHO năm ngoái thành lập nhóm cố vấn khoa học về nguồn gốc các mầm bệnh mới, SAGO, gồm 26 chuyên gia dẫn đầu cuộc tìm kiếm nguồn gốc COVID-19 và những dịch bệnh khác, đồng thời kêu gọi Trung Quốc cung cấp dữ liệu thô để hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra mới nào. Trung Quốc từ chối đề nghị này với lý do quy định về quyền riêng tư của bệnh nhân. Thưa quý vị, Washington đã cho phép các công ty nước ngoài tham gia một số dự án dân sự tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr, lò phản ứng nghiên cứu Tehran và nhà máy nước nặng Iraq của Iran. Đây là một nỗ lực nhằm thúc đẩy đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA). Theo hãng tin AP và RT, trong một thông báo gửi tới Quốc hội Mỹ, Bộ Ngoại giao nước này cho biết. Quyết định khôi phục lệnh miễn trừ trừng phạt với các hoạt động trên là nhằm tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận, giúp đi tới một thỏa thuận để thực hiện đầy đủ JCPOA và tạo cơ sở cho Iran quay trở lại thực hiện các cam kết JCPOA của mình. Như một phần của kế hoạch hành động toàn diện chung năm 2015, Tehran đồng ý giám sát chặt chẽ chương trình năng lượng hạt nhân của nước này khẳng định rằng họ không bao giờ tìm cách có được vũ khí nguyên tử để đổi lấy việc được giảm nhẹ các lệnh trừng phạt mà Liên Hợp Quốc áp đặt theo sự thúc giục của Mỹ. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rằng thỏa thuận này vẫn chưa hợp lý và tái áp dụng các trừng phạt đó vào năm 2018. Khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông sẵn sàng quay lại kế hoạch hành động toàn diện chung nếu Iran lại tuân thủ các cam kết. Tehran đáp lại rằng Washington cần tuân thủ cam kết trước bắt đầu bằng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tổng thống Iran Ibrahim hồi tháng trước cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng RT rằng, nếu các bên sẵn sàng dỡ bỏ trừng phạt thì cơ sở để đạt một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, bộ ngoại giao Mỹ nhấn mạnh việc giảm nhẹ trừng phạt nên phục vụ lợi ích không phổ biến vũ khí hạt nhân và an toàn hạt nhân của Mỹ, kiềm chế hoạt động hạt nhân của Iran và không nên được coi là một cam kết hoặc một phần của việc đổi cái này lấy cái kia. Kể từ tháng 4 năm ngoái, Mỹ và Iran đã tiến hành 8 cuộc thảo luận gián tiếp tại Viên của Áo. Hiện chưa có thông báo chính thức khi nào hội đàm lần thứ 9 diễn ra, nhưng nó được kỳ vọng sẽ bắt đầu vào tuần tới. Thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 2, ngày khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, Hạ viện Anh đã tranh luận về hai sửa đổi của đạo luật mô người, cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra vũ lực mổ cướp nội tạng đối với các học viên pháp luân công, người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương và các nhóm người khác như là một tội ác chống lại loài người. Cuộc tranh luận ngày hôm đó xoay quanh các sửa đổi 265 và 282 do lãnh chúa Philip Han của King's Hall đề xuất. Ông cũng là thành viên Quốc hội Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Hai điều khoản sửa đổi nhằm mục đích ngăn chặn công dân Anh đồng lõa với việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng bằng cách bảo đảm rằng công dân Anh không đến các nước như Trung Quốc để cấy ghép nội tạng và ngừng các hoạt động lưu diễn trưng bày xác chết từ Trung Quốc. Ngài Hunter đã chỉ ra trong cuộc tranh luận rằng Birmingham đã tổ chức một cuộc triển lãm xác chết được gọi là Real Bodies vào năm 2018. Các xác chết là từ công nghệ sinh học Hoffman đại liên ở Trung Quốc và tất cả đều không có giấy tờ tùy thân cũng như không được sự đồng ý của người nhà những thi thể đó. Ông nói điều đáng chú ý là giữa năm 1999 và 2013, trại lao động ở Đại Liên nổi tiếng với cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên pháp luật công. Đó là những vụ giết người hàng loạt của một nhà nước độc tài, chúng ta không thể để yên. Ông cũng đề cập đến phán quyết của Tòa án về Trung Quốc ở London năm 2019 rằng hoạt động mổ cướp nội tạng đối với các tù nhân lương tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tồn tại trong nhiều năm và hiện vẫn tồn tại, và rằng các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung cấp nội tạng chính. Và vào tháng 6 năm 2021, 12 chuyên gia về quy trình đặc biệt của Liên Hợp Quốc trích dẫn các nguồn tin đáng tin cậy nói rằng ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người hồi giáo và cơ đốc giáo đã bị giết để lấy nội tạng. Ngài Hunter nói: Đây là bối cảnh mà chúng tôi đang tranh luận về những sửa đổi này. Tôi rất buồn vì đây là ngày khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Trung Quốc. Chúng ta phải làm mọi cách để ngăn chặn việc làm đáng ghê tởm này. Hai sửa đổi do ngài Hunter đề xuất đã được một số nghị sĩ ủng hộ. Nam tước Ilaura Philly, một thành viên được bầu của ủy ban đạo đức của hiệp hội y khoa Anh, cho biết bà rất ủng hộ những sửa đổi này. Tôi không thấy có lý do gì để bất kỳ ai không ủng hộ những sửa đổi này, bà nói. Chúng đặt ra một tiêu chuẩn đạo đức cơ bản. Mới hôm qua tôi nhận được một lá thư từ một người phụ nữ, mẹ của cô ấy, một học viên Pháp Luân Công, đã bị tống vào tù và sau đó thực sự biến mất. Cô ấy không biết mẹ mình ở đâu và không thể nhận được bất kỳ tin tức nào từ bà. Tình hình này đang diễn ra khắp nơi, nó đang xảy ra ở Trung Quốc. Ngabona Ribeiro, thành viên của Hạ viện và là cựu chủ tịch của Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Hoàng gia Anh cho biết, ông lo ngại về tội ác đang tiếp diễn về việc mổ cắp tim, gan, thận, giác mạc và các cơ quan nội tạng khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông đề cập rằng vào tháng 1 năm nay, Hiệp hội Y khoa Anh đã lên án các bác sĩ Trung Quốc vì đã tham gia vào các vụ vi phạm nhân quyền và diệt chủng. Và xã hội đã thúc giục chính phủ Anh gây áp lực cho Đảng Cộng sản Trung Quốc để dừng những hoạt động vô nhân đạo này và cho phép các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc vào vùng Tân Cương. Nam Tức Nhotoro hoàn toàn ủng hộ cả hai sửa đổi. Chúng ta không thể nói rằng chúng tôi không biết về cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bà nói trước phán quyết của tòa án độc lập và vô số những bằng chứng khác. Bà cũng lưu ý rằng một số quốc gia bao gồm Tây Ban Nha, Ý, Bỉ, Na Uy và Israel đã có hành động ngăn chặn công dân du lịch ghép tạng ở Trung Quốc. Chúng ta tất nhiên cũng phải làm như vậy. Gizzy Arton của Liverpool cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc sửa đổi. Ông cảm ơn ngài Hunter vì những nỗ lực không mệt mỏi để bảo đảm nước Anh không bao giờ đồng lõa với một trong những tội ác lớn nhất chống lại nhân loại. Ông lên án Giang Trạch là cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã thành lập phòng 610 và đã lệnh xóa sổ pháp luân công, khiến nhóm này trở thành nạn nhân chính của nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Ông nói cái mà bây giờ được coi là trò chơi diệt chủng đang khởi động ở Bắc Kinh và chúng ta nên có cuộc tranh luận đúng lúc này tại Hạ viện. Kể từ khi Đức Quốc xã tổ chức Thế vận hội ở Berlin năm 1936, chúng ta chưa từng thấy lý tưởng Olympic bị phỉ báng như vậy. Nghệ sĩ Patrick Comac cho biết: Tôi chỉ muốn hết lòng ủng hộ những sửa đổi này. Không có thương vụ nào hèn hạ hơn việc buôn bán nội tạng người. Không có Thế vận hội nào đáng xấu hổ hơn những gì đang diễn ra ở Trung Quốc lúc này thưa quý vị và các bạn một số vận động viên tham gia Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh không may bị chuẩn đoán mắc COVID-19 và bị cách ly trong các khách sạn có người đã lên tiếng về khẩu phần thức ăn không đủ các bữa ăn khó nuốt và thậm chí không có thiết bị tập luyện điều này khiến tình hình của họ càng trở nên tồi tệ hơn hãng thông tấn AP cho biết Valeria Vatsnesova một động viên hai môn phối hợp người nga cho biết trong một bài đăng trên Instagram khi đang bị cách ly tại một khách sạn ở Bắc Kinh rằng Bụng tôi đau, mặt tôi tái đi và mắt thâm quầng. Tôi vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc. Tôi khóc mỗi ngày và tôi rất mệt mỏi. Cô ấy không mô tả các triệu chứng do Covid-19, mà là các vấn đề do so thức ăn gây ra. Vasnetsova đã đăng tải một bức ảnh chụp đồ ăn vào ngày mùng 3. Hộp cơm chứa mì ống không ướp gia vị, nước sốt cam, bít tết ninh xương, một ít khoai tây và không có rau xanh. Đã 5 ngày liên tiếp như vậy cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, cô nói. Cô cho biết về cơ bản cô ăn món mì để thỏa cơn đói vì những món khác rất khó nuốt, nhưng hôm nay tôi ăn toàn đồ béo vì đói quá. Cô cũng cho biết mình đã giảm cân đến mức xương của tôi nhô lên. Các khách sạn kiểm dịch đã trở thành mục tiêu kiến nghị của các cầu thủ và đội của họ. Họ đã vận động các nhà tổ chức để cải thiện tình trạng. Sự thiếu minh bạch cũng là một vấn đề. Một số cầu thủ được xác nhận buộc phải ở trong khách sạn cách ly nhưng đội của họ không thể liên lạc được đồng thời một số đồng đội của họ có thể bị cách ly ở làng Olympic. Trong khi bưng đồ ăn ngoài cửa, Vanessa liếc nhìn những hộp cơm bên ngoài cửa các phòng khác trên cùng tầng và thấy rằng các cánh cửa được đánh dấu để phân biệt nhân viên với các vận động viên Olympic. Cô ấy đưa ra kết luận rằng các cầu thủ đang có bữa ăn kém hơn và các bác sĩ của đội tuyển Nga xác nhận sống ở hai tầng dưới cô ấy có trái cây tươi, salad và tôm với súp lơ. Cô biết tôi không thể hiểu nổi tại sao các tuyển thủ của chúng ta lại bị đối xử khác biệt. Tuy nhiên mọi thứ đã được cải thiện hai ngày sau khi cô đăng thông tin, người phát ngôn của đội Nga đã đăng tải một bức ảnh cho biết đồ ăn được giao đến phòng của Vatnesova đã được cải thiện, với cá hồi, xúc xích, sữa chua và một chiếc xe đạp tập thể dục sẽ sớm được chuyển đến phòng của cô. Sau khi vận động viên trượt tuyết hỗn hợp Bắc Âu người Đức Eric Fenizel Người đã giành 3 huy chương vàng Olympic được xét nghiệm dương tính và bị cách ly. Trường đoàn Olympic Đức, ông Dick Schimelfini đã chỉ trích môi trường cách ly là không hợp lý. Ông Schimelfini nói với tờ thời báo Frankfurter rằng Đức yêu cầu nhiều không gian hơn, vòng ốc sạch sẽ hơn và thức ăn cần được chuyển đến thường xuyên hơn để các vận động viên có đủ thể lực thi đấu sau khi cách ly. Thưa quý vị, Giám đốc văn phòng cho Nikkei tại Trung Quốc Yuri Momoi đã có bài bình luận với tựa đề Thế vận hội bất thường ở Bắc Kinh, bài học cho thế giới đang chi cho Nikkei ngày 5 tháng 2. Dưới đây là bài viết của chuyên gia Momoi. Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh cuối cùng đã bắt đầu. Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, người bị chỉ trích về các vấn đề nhân quyền ở Tân Cương và các nơi khác, và Tổng thống Nga Vladimir Putin, nước đang vướng vào cuộc khủng hoảng xung quanh Ukraine, đã mỉm cười trao đổi. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach đã ca ngợi Trung Quốc, nước chủ nhà của các trận đấu. Đó là một cảnh chớ treo tại lễ hội của hòa bình. Đại lễ thể thao Bắc Kinh một lần nữa nêu bật các vấn đề trong cộng đồng quốc tế và chính các trò chơi. Đầu tiên, mục đích của Thế vận hội là gì và chúng dành cho ai? Câu trả lời của Bắc Kinh là rõ ràng, hãy liều mạng cống hiến cho lãnh đạo cùng Tổng Bí Thư đối mặt với tương lai. Đây là lời hô hào của Phái đoàn Trung Quốc tại lễ gia quân tại Quảng trường Thiên An Môn vào cuối tháng riêng. Mục đích của việc tổ chức Thế vận hội mùa đông là để trao quyền cho ông Tập, người đang nhắm đến nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có tại Đại hội Đảng Cộng sản vào mùa thu năm nay. Thế vận hội là của ông Tập và dành cho ông Tập. Thế vận hội đã được cấu trúc để chúng có thể dễ dàng được sử dụng cho các mục đích chính trị Mặc dù chúng được tổ chức tại một thành phố duy nhất, nhưng uy tín của cả quốc gia đang bị đe dọa và điều lệ Olympic quy định rõ. Thế vận hội sẽ được tuyên bố khai mạc bởi nguyên thủ quốc gia của nước đăng cai. Kể từ trận đấu thứ tư, sự tham gia của quốc gia và phong tục diễu hành với cờ quốc gia đã trở thành một phần của sự kiện. Người ta có thể nói thế vận hội rất thích hợp cho các quốc gia độc tài. Thứ hai, cộng đồng quốc tế bất lực trước một nhà nước độc tài có sức mạnh kinh tế và quân sự to lớn các nền dân chủ như Hoa Kỳ đã cam kết tẩy chay ngoại giao để phản đối các điều kiện của người suy ngôi nhĩ ở Tân Cương. Nhưng quyết định này không gây ảnh hưởng nhiều đến Thế vận hội. Thay vì làm suy yếu Đảng Cộng sản Trung Quốc, quyết định này đã củng cố quyền lực của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì Bắc Kinh đã chỉ trích Hoa Kỳ đang cố gắng làm suy yếu Trung Quốc bằng cách chính trị hóa Thế vận hội. Ngay cả trước đó, nhiều nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn sự xúc phạm của Trung Quốc đã không đạt được thành công ví dụ việc quân sự hóa các đảo bị cô lập đang dần dần tiếp tục ở biển đông nhiều quốc gia đã chỉ trích xu hướng này nhưng không có hành động cụ thể nào được thực hiện bắc kinh cũng tiếp tục thắt chặt hơn đối với hồng kông điều này đã xảy ra bởi vì bắc kinh biết rõ điểm yếu của các nền dân chủ đó là vấn đề thời gian ngay cả khi phương tây áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt sau các cuộc biểu tình ở quảng trường thiên an môn chỉ cần bắc kinh có thể chịu đựng chúng trong một thời gian thì vấn đề sẽ được giải quyết vấn đề Tây Tạng từng bị chỉ trích trong Thế vận hội Bắc Kinh 2008 giờ không còn là điểm gây tranh cãi. Cho dù Bắc Kinh phải đối mặt với chỉ trích quốc tế như thế nào sau khi đã chịu đựng được các lệnh trừng phạt và hoàn thành mục tiêu, sự chú ý của toàn cầu cuối cùng chuyển sang chủ đề tiếp theo. Điều này là do các nền dân chủ luôn chịu ảnh hưởng của dư luận. Đây là lý do tại sao ông Tập đã đưa ra lý thuyết về chiến tranh kéo dài, vốn đã được áp dụng từ thời Mao Trạch Đông để kêu gọi đảng tăng cường hơn nữa khả năng chịu đựng các lệnh trừng phạt. Nếu sự kiện diễn ra suôn sẻ, nó sẽ thành công. Ông Tập nói trong chuyến thăm đầu tháng riêng tới địa điểm tổ chức Thế vận hội, bày tỏ mục tiêu khiêm tốn một cách bất thường. Vì vậy, miễn là sự kiện có thể được tổ chức, tất cả mọi người sẽ bị ấn tượng bởi màn trình diễn của các vận động viên và Thế vận hội Bắc Kinh sẽ thành công tốt đẹp. Thế vận hội Tokyo cũng đặt ra nhiều nghi vấn về tính chất của các trò chơi nhưng sau khi sự kiện bắt đầu, số lượng người ủng hộ đã tăng lên nhanh chóng. Và các địa điểm cho Thế vận hội mùa hè đã được quyết định trong 10 năm chưa từng có. Paris vào năm 2024, Los Angeles vào năm 2028 và Brisbane vào năm 2032. Với một loạt các thành phố ít gây tranh cãi được thiết lập để tổ chức các trò chơi, cuộc tranh luận về việc sử dụng chính trị của Thế vận hội có thể sẽ giảm dần trong thời gian này. Ngay cả khi những vấn đề cơ bản này được làm rõ ràng, chúng sẽ sớm bị lãng quên. Quá trình này có thể tiếp tục trong bao lâu? Tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc vẫn diễn ra. Bên cạnh tay vượt bành xoái, còn có nhiều người khác đột ngột biến mất hoặc bị theo dõi vô lý. Thế vận hội có nên tiếp tục được sử dụng để cho một quốc gia như vậy mượn quyền không? Và cộng đồng quốc tế nên thay đổi điều gì để đối đầu với một nhà nước độc tài có thời gian dài hơn chính chúng ta? Bước đầu tiên là ghi nhớ những bài học mà Thế vận hội Bắc Kinh nêu ra đã trở thành chuyện chưa từng có bắt đầu từ đây. Cuối cùng, tác giả Momori muốn chia sẻ một bài đăng trực tuyến của một nhà báo ở thành phố Tây An, nơi bị phong tỏa do sự lây lan của Covid-19 trước Thế vận hội, bài viết đã bị xóa. Sau khi mọi việc đã xong xuôi, nếu tất cả những gì chúng ta làm là liệt kê những thành tích của mình và hát những bài ca ngợi bản thân mà không suy ngẫm về những gì đã xảy ra và tiếp thu những bài học kinh nghiệm xương máu, thì tất cả những khó khăn mà con người phải gánh chịu sẽ là vô ích. Thưa quý vị, mục tin thế giới sáng của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Safe Chat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo.